Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng mặn xâm nhập sâu làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của người dân Bến Tre. Tại huyện Mỏ Cày Bắc, do mặn xâm nhập sâu và kéo dài, nhiều hộ trồng cây ăn trái chăn nuôi bị thiệt hại nặng. Giải pháp xây dựng công trình ngăn mặn trữ ngọt đã được huyện chọn thực hiện và đến nay các công trình này đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Công trình đập tạm ngăn mặn Bến Bè nằm trên địa bàn hai ấp Gia Khánh, Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A có chiều dài 32 m, được lắp 2 cống với đường kính mỗi cống 1,5 m. Trên thân đập đắp bờ bao, tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình phục vụ ngăn mặn trữ ngọt cho khoảng 305 hecta cây trồng, sản xuất hoa kiển, với trên 850 hộ dân được hưởng lợi. Đến giờ phút này thì cái đập Bến Bè cũng được tỉnh hỗ trợ kinh phí khoảng 500 triệu đồng để mà đắp cái đập Bến Bè này. Thì khi mà đập Bến Bè này hoàn thành thì nói chung là cái người dân của các xã mà lân cận ở đây thì có chủ yếu là ngay chỗ Hưng Khánh Trung A, trong đó có một phần của Tân Thạnh Tây cũng có được hưởng lợi ngay chỗ cái đập Bến Bè. Người dân thì hết sức phấn khởi khi đắp đập Bến Bè này thì nói chung là cái công tác mà ngăn mặn thì nó hết sức là phát huy hiệu quả. Ông Dương Giang Phấn ở ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A, chuyên canh tác cây ăn trái được hưởng lợi từ công trình đập Bến Bè cho biết, các năm trước khi mặn xâm nhập sâu và kéo dài, việc trữ nước ngọt để tưới cho vườn cây không đủ nên phải thuê xe đi đổi nước ngọt tốn trên 30 triệu đồng. Đến nay, khi công trình đập ngăn mặn, đập Bến Bè hoàn thành, giúp gia đình ông an tâm hơn trong phát triển vườn cây ăn trái. Mỗi một năm chú thu hoạch là hồi mà chưa có hạn mặn thì chú thu hoạch trong vườn bưởi của chú là khoảng 50 triệu đi. Nhưng mà có cái hạn mặn là nó giảm đi là khoảng phần nửa đó. Cho nên rồi từ ngày mà có cái đập ngăn mặn tới nay thì cái vườn bưởi của chú là nó có kinh tế rất là cao. Ông Dương Giang Bạn ở ấp Gia Phước cho biết, những năm mặn xâm nhập sâu và kéo dài làm cho 5 công vườn dừa giảm năng suất đáng kể, kinh tế gia đình khó khăn. Việc trồng sen các loại cây ăn trái khác trong vườn dừa cũng không đem lại hiệu quả, thậm chí có nhiều loại cây chết do độ mặn tăng cao. Đến nay, khi công trình ngăn mặn hoàn thành, giúp gia đình ông có nhiều định hướng phát triển cây trồng. Sau khi mà được có cái đập ngăn mặn thì nói chung thì bà con rất vui mừng, phấn khởi, tất nhiên là đã ngăn được mặn. Cho nên là cái hướng bà con sẽ chăm sóc lại cái vườn dừa và trồng thêm những cái loại cây ăn trái hiện có, cũng như là những cây mới như là sầu riêng, măng cụt, bồng bon, trước cây nó cũng cho cái năng suất rất là tốt. Đến nay, các công trình thủy lợi phục vụ ngăn mặn trữ ngọt của huyện Mỏ Cày Bắc được xây dựng và hoàn thành trên 70%. Trong những năm tiếp theo, huyện tập trung hoàn thiện và xây dựng thêm các công trình ngăn mặn trữ ngọt, đảm bảo khép kín nhằm phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Thì ở đây ngay chỗ huyện cũng còn mấy cái vấn đề mà còn chưa được khép kín, cũng như là cái đê bao Gia Phước đã xây dựng xong cái giai đoạn 1 được khoảng 1.620 m. Còn ở giai đoạn 2 thì trên cơ sở đó thì phòng cũng có tiếp tục tham mưu Ủy ban dân huyện cũng như đề xuất là các ngành tỉnh, chủ yếu là Sở Nông nghiệp, để hỗ trợ ngay chỗ huyện là xây dựng cái Bến Bè giai đoạn 2, là những cái phần còn lại. Ở huyện thì cũng có đề xuất như là làm cái bờ bao Thanh Xuân 1, Thanh Xuân 2 của Thanh Tân, và cái quan trọng nhất đó là cũng huyện thì cũng có được tỉnh hỗ trợ thì cũng tiếp tục trong 2022 thì đã đắp cái đập ở Thanh Tân để mà trữ ngọt cho phục vụ cho cái người dân. Việc chủ động thực hiện các giải pháp công trình trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc bước đầu mang lại hiệu quả, giúp người dân ổn định sản xuất trước tác động của biến đổi khí hậu.